Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ để đấu với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 21 tháng 7 do Washington DC cho biết bản thân sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cụ thể, bà Harris trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X chiều ngày 21 tháng 7 viết rằng bản thân rất vinh dự khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, đồng thời khẳng định mục tiêu của bà là đoàn kết toàn nước Mỹ trong việc đánh bại ứng viên Cộng hòa Trump. Thay mặt người dân Mỹ, tôi cảm ơn Joe Biden vì sự lãnh đạo phi thường của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ và vì ông phục vụ cho đất nước hàng chục năm qua. Trong một năm qua, Tôi đã đi khắp nước Mỹ và nói chuyện với người dân về sự lựa chọn rõ ràng của họ trong cuộc bầu cử quan trọng lần này. Và đó là những gì tôi sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của bản thân để đoàn kết Đảng Dân chủ cũng như đoàn kết toàn nước Mỹ để đánh bại ông Donald Trump. Theo CNN, những tuyên bố trên của bà Harris được đưa ra trong bối cảnh ông Biden trước đó cùng ngày quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và lên tiếng ủng hộ bà thay thế. Đồng thời, đây cũng là động thái của Phó Tổng thống Mỹ để đáp trả việc ứng viên Cộng hòa Donald Trump coi bà là đối thủ dễ bị đánh bại hơn ông Biden trong cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 11 tới. Ông Trump tuyên bố đánh bại bà Kamala Harris dễ hơn tổng thống Joe Biden. Theo CNN, cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra bình luận ngay sau khi tổng thống Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử. Sau đó, Ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã công kích đương kim tổng thống và phó tổng thống trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng ông Biden không đủ khả năng để tiếp tục giữ chức tổng thống. Ông Trump và tổng thống Joe Biden có lượng ủng hộ gần như bằng nhau trong các cuộc thăm dò, nhưng sau cuộc tranh luận vào tháng 6, một số khảo sát cho thấy ông Trump dẫn trước tổng thống trong cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng. Trước đó, một số nguồn tin cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bắt đầu thảo luận về cách triển khai lại các nguồn lực tranh cử để đề phòng khả năng Tổng thống Biden rút lui. Kết quả thăm dò mới đây của CNN về khả năng Phó Tổng thống Kamala Harris cạnh tranh với ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 cho thấy đó là cuộc đua sát sao, không có người dẫn trước rõ ràng. Cuộc thăm dò dư luận của CNN là kết quả trung bình của 6 cuộc khảo sát quốc gia phi đảng phái gần đây nhất về các cử tri đã đăng ký hoặc các cử tri có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của CNN và câu hỏi đặt ra liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 giữa bà Harris và ông Trump. Kết quả trung bình của 6 cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump giành được 48% ủng hộ, trong khi bà Harris có 47% ủng hộ. Mỗi cuộc thăm dò đều được tiến hành sau cuộc tranh luận Tổng thống của CNN vào tháng trước và chỉ có một cuộc thăm dò, cuộc thăm dò của CBS, YouGov diễn ra sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Kính thưa quý vị, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử vào Nhà Trắng, nhiều đảng viên Cộng Hòa đã nhanh chóng kêu gọi Tổng thống từ chức ngay lập tức. CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Batis hôm 21 tháng 7, The Washington DC nói rằng Tổng thống Biden sẽ không từ chức và vẫn theo đuổi những chính sách có lợi cho người dân Mỹ trong thời gian tới. Cụ thể, ông Bates cho biết, Tổng thống Biden đã kế thừa một nền kinh tế rơi tự do, tỷ lệ tội phạm bạo lực tăng vùn vụt và nhiều mối quan hệ đồng minh dạn nứt từ người tiền nhiệm. Ông ấy đã xoay chuyển mọi thứ và mang lại nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất thế giới cùng tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong gần 50 năm qua, cũng như làm cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lớn mạnh hơn bao giờ hết. Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Biden sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình và mang lại cho người dân Mỹ thêm nhiều thành tựu mang tính lịch sử, trong đó gồm giảm chi phí tiêu dùng cho người dân Mỹ, tạo thêm nhiều việc làm, bảo vệ chương trình an sinh xã hội trong khi chống lại chính sách kinh tế Make America Great Again, từng tạo ra cảnh lạm phát tồi tệ và đẩy nước Mỹ vào suy thoái. Theo CNN, những phát biểu từ giới chức Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh nhiều đảng viên Cộng Hòa đã kêu gọi Tổng thống Biden từ chức ngay lập tức sau khi ông tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho hay, nếu ông Biden không phù hợp để tranh cử Tổng thống, thì cũng không thích hợp làm Tổng thống. Ông ấy phải từ chức ngay lập tức. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã có tuyên bố về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo BBC, RT và CNN, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông tôn trọng quyết định của người đứng đầu nước Mỹ và mong được làm việc với ông Joe Biden trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống. Thủ tướng Anh cho biết, như những gì ông Biden đã làm trong suốt sự nghiệp đáng chú ý của mình, ông ấy sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì có lợi nhất cho người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ và tân Thủ tướng Anh đã có cuộc gặp đầu tiên cách đây 2 tuần tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Washington. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sau khi nhận được tin ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, tôi đã biết tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều năm, ông ấy là một người tuyệt vời và mọi việc ông làm đều được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước. Với tư cách là tổng thống, ông Biden là đối tác của người dân Canada và là một người bạn thực sự. Xin gửi lời cảm ơn tới tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tổng thống Joe Biden đã đạt được nhiều thành tựu to lớn cho nước Mỹ, cho châu Âu và cho thế giới. Nhờ có ông Biden mà sự hợp tác xuyên đại Tây Dương trở nên chặt chẽ. NATO mạnh mẽ và Mỹ là đối tác tốt và đáng tin cậy đối với chúng tôi. Quyết định dừng tái tranh cử của ông ấy xứng đáng được ghi nhận. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tổng thống Israel Isaac Herzog cảm ơn người đồng nhiệm Mỹ vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel và mô tả ông Biden là đồng minh thực sự của người Do Thái. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những quyết định khó khăn mà nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới được an toàn hơn nên dân chủ mạnh mẽ hơn. Tôi biết Tổng thống Biden cũng bị thúc đẩy bởi những động lực tương tự khi công bố quyết định cuối cùng của mình, có lẽ là điều khó khăn nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin Short News, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng nữa mới diễn ra và đó là một khoảng thời gian dài có nhiều điều có thể thay đổi chúng ta cần kiên nhẫn và theo dõi cẩn thận những gì xảy ra. Ưu tiên hàng đầu của Nga là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đảng Cộng Hòa kêu gọi Tổng thống Joe Biden từ chức ngay lập tức. Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử vào Nhà Trắng, nhiều đảng viên Cộng Hòa đã nhanh chóng kêu gọi Tổng thống từ chức ngay lập tức. Theo BBC, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa cho biết, quyết định rút lui của Tổng thống Joe Biden đã xác nhận quan điểm của họ rằng ông không đủ năng lực làm Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa quyền lực nhất trong Quốc hội Mỹ tuyên bố, nếu ông Joe Biden không phù hợp để tranh cử Tổng thống thì cũng không thích hợp làm Tổng thống. Ông ấy phải từ chức ngay lập tức. Ngày bầu cử Tổng thống 5 tháng 11 không thể tới sớm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho tới hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Vài giờ sau đó, Nhà Trắng cũng nhắc lại rằng Tổng thống Biden sẽ không từ chức. Tổng thống mong muốn kết thúc nhiệm kỳ và mang lại những kết quả lịch sử cho người dân Mỹ. Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu đưa ra lời kêu gọi Tổng thống từ chức trong suốt chiều qua 21 tháng 7, khi họ mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Phó Tổng thống Kamala Harris, người sẽ chuyển đến phòng bầu dục nếu Tổng thống Biden từ chức. Ông Biden đã ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ nữ nghị sĩ Elise Stefanik, người giữ vị trí lãnh đạo cao thứ ba trong Đảng Cộng Hòa, đã đưa ra tuyên bố gần như giống hệt tuyên bố của ông Johnson về khả năng hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của ông Biden. Bà Stefanik khép lại tuyên bố của mình bằng một câu tương tự, ông Joe Biden phải từ chức ngay lập tức. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump dù không kêu gọi ông Biden từ chức nhưng cho biết nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ không đủ sức lãnh đạo đất nước ngay từ đầu. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Steve Dennis, đại diện của Montana, người chủ trì chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa tại thượng viện nói rằng, làm tổng thống là công việc khó khăn nhất trên thế giới và tôi không còn tin tưởng rằng ông Joe Biden có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống, tổng tư lệnh. Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác, là Mark Cain Mullin của bang Oklahoma, đã đẩy lời kêu gọi đi xa hơn và dường như đề xuất rằng tổng thống Biden nên bị buộc thôi chức bằng cách thực thi tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Đây là một cách chưa bao giờ được sử dụng để thay thế Tổng thống nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước của mình. Màn tranh luận lép vế cho ông Trump cùng những câu trả lời lan man không mạch lạc của Tổng thống Biden vào ngày 27 tháng 6 đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ông Biden có thể tiếp tục giữ chức Tổng thống thêm 4 năm nữa không? Các đảng viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội cũng lo lắng rằng Tổng thống sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của họ và các nhà tài trợ lớn bắt đầu gây áp lực buộc ông phải dừng tái tranh cử nhưng không ép ông từ chức. Ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, ủng hộ bà Kamala Harris thay thế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ để đấu với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Theo BBC và The Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, cho biết trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X rằng ông sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng thống và tổng tư lệnh cho tới khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Ông Biden không xuất hiện trước công chúng kể từ khi mắc Covid-19 vào tuần trước và đang tự cách ly tại nhà riêng ở Delaware. Tổng thống Biden cho biết Mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng vì lợi ích lớn nhất của đảng và đất nước, tôi quyết định rút khỏi cuộc đua và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, James Harrison cho biết, người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thông tin từ đảng về các bước tiếp theo và lộ trình cho quá trình đề cử. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, một tổng thống đương nhiệm của Mỹ từ bỏ đề cử của đảng mình. Nguyên nhân dừng tái tranh cử Ông Biden quyết định rút lui trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng là tới cuộc bầu cử tổng thống và sau nhiều tuần chịu sức ép từ các đảng viên dân chủ. Những lời kêu gọi tổng thống rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng tăng sau khi ông có màn tranh luận lép vế trước cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày 27 tháng 6. 36 nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã bày tỏ lo ngại rằng ông Biden không chỉ khiến đảng thua trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, mà còn làm đảng này mất cơ hội kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện vào năm tới. Điều đó sẽ khiến đảng Dân Chủ không nắm được quyền lực thực sự nào ở Washington. Theo một nguồn tin nắm được vấn đề, Tổng thống Biden đã thay đổi quyết định vào phút chót. Tối 19 tháng 7, ông còn tuyên bố với các đồng minh về việc sẽ tiếp tục tái tranh cử. Xong tới chiều Chủ nhật 20 tháng 7, lại thay đổi suy nghĩ và công bố lá thư quyết định rút lui trên mạng xã hội trong vòng vài phút. Ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris thay thế. Trong thư, người đứng đầu nước Mỹ cảm ơn Phó tướng Kamala Harris rồi sau đó tán thành bà là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Tổng thống Biden cho biết, ông có ý định phát biểu trước toàn thể nước Mỹ chi tiết hơn vào cuối tuần. Hỡi các đảng viên dân chủ, Tôi đã quyết định không nhận đề cử và tập trung toàn lực vào nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên tổng thống của Đảng vào năm 2020 là chọn Kamala Harris làm người liên danh, ứng viên phó tổng thống và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng chúng ta đảng dân chủ đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại trump làm thôi nào phó tổng thống mỹ kamala harris cho biết tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử của đảng trong năm qua tôi đã đi khắp đất nước nói chuyện với người mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này và đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm trong những ngày và tuần tới tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng dân chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại Donald Trump và chương trình nghị sự dự án 2025 cực đoan của ông ta. Chúng ta còn 107 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng. Nữ tướng có thể thay ông Biden làm ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ. Sau khi tổng thống Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và tuyên bố ủng hộ phó tổng thống thay thế, bà Harris cuối cùng đã đạt được vị trí mà bà Hằng mong đợi lâu nay, trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và có thể là Tổng thống. Tuy nhiên, hành trình sắp tới đầy rẫy khó khăn, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Theo BBC và Sky News, bà Harris sẽ chỉ có 3 tháng để vận động và đoàn kết đảng cũng như các nhà tài trợ đứng sau bà. Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi trong vài tuần qua vì đã bảo vệ mạnh mẽ Tổng thống Biden, song một số đảng viên đảng Dân Chủ vẫn lo ngại về hai năm đầu cầm quyền không ổn định của bà Harris, cũng như sức nặng của một lịch sử lâu dài về phân biệt chủng tộc và giới tính ở Mỹ. Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên tổng thống mới sẽ thế nào khi tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Dân Chủ nói bất kỳ quá trình nào cũng sẽ kết thúc nhanh chóng với việc phó tổng thống Kamala Harris là người được đề cử. Theo Sky News, bà Kamala Harris đã khẳng định vị thế của mình trong lịch sử chính trị Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống cách đây 4 năm. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và có nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng tranh cử của tổng thống Joe Biden, từng có tin đồn rằng chiến dịch tranh cử của tổng thống đã lặng lẽ đánh giá xem liệu bà Harris có thể tiếp quản vai trò ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ của ông Biden hay không cùng nhìn lại chặng đường trở thành phó tổng thống của bà Harris và tại sao bà lại được coi là lựa chọn hàng đầu khi ông Biden rút lui cũng như phản ứng của bà. Bà Kamala Harris, 59 tuổi, chào đời và lớn lên ở Oakland, California, trong một gia đình có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ. Cha mẹ bà đều là người nhập cư và là những người rất được kính trọng trong lĩnh vực của họ. Mẹ bà Kamala Harris là nhà khoa học về ung thư vú. Còn cha là giáo sư kinh tế. Họ ly hôn khi bà Harris mới lên 7 và bà cùng chị gái được mẹ nuôi dưỡng ở Berkeley. Theo bà Harris, cha mẹ đã đưa bà tới các cuộc tuần hành từ khi còn ngồi trên xe đẩy, khiến bà rất quan tâm đến pháp luật. Sau này, bà Harris tốt nghiệp Đại học Howard và trường luật thuộc Đại học California. Bà Harris bắt đầu sự nghiệp luật lâu dài của mình tại văn phòng biện lý luận San Francisco, rồi trở thành nữ công tố viên quận đầu tiên của San Francisco vào năm 2024. Tới năm 2010, bà được bầu làm tổng trưởng lý California và tái đắc cử năm 2014. Năm 2016, bà Harris giành chiến thắng trong cuộc đua vào Hạ viện, trở thành nghị sĩ đại diện cho California từ năm 2017 đến 2021. Tại đây, bà Harris đã tạo dựng được danh tiếng nhờ công việc công tố viên và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ trong quá trình thẩm vấn các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Bà Harris đã trở thành một chính trị gia nổi tiếng và thời điểm phát động chiến dịch giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2019 cùng với khẩu hiệu Kamala Harris vì nhân dân. Đảng Dân Chủ coi bà là ứng viên tiềm năng, có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Xong cuối cùng, bà đã bỏ cuộc vào tháng 12 năm 2019 vì thiếu tiền. Tháng 8 năm 2020, ông Joe Biden chọn bà làm người liên danh, ứng viên phó tổng thống và mô tả bà là chiến binh dũng cảm. Khi tuyên thệ nhậm chức cùng tổng thống Joe Biden, bà Harris không chỉ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ, mà còn là người da màu đầu tiên, người gốc Nam Á đảm nhận vai trò này. Bà cũng là người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là phó tổng thống đắc cử, bà cảm ơn các cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục và hứa cố gắng trở thành phó tổng thống giống như ông Biden từng làm dưới thời tổng thống Obama là người trung thành, trung thực và sẵn sàng. Với tư cách là phó tổng thống, bà Harris đã vận động ủng hộ quyền phá thai và tập trung nhiều vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ Mexico. Kiên quyết ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục tranh cử. Gần đây, tổng thống Joe Biden phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi có màn thể hiện lép vế trong cuộc tranh luận với cựu tổng thống Donald Trump hồi tháng 6. Vài phút sau khi cuộc tranh luận kết thúc, bà Harris đã kiên quyết bảo vệ tổng thống Joe Biden, thừa nhận ông khởi đầu chậm nhưng toàn đưa ra sự thật, trong khi ông Donald Trump toàn nói dối những lời kêu gọi đương kim Tổng thống dừng tranh cử càng lớn hơn sau khi ông Biden gọi nhầm Tổng thống Ukraine là Tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh NATO, rồi gọi Phó Tổng thống là Donald Trump thay vì bà Harris. Các cuộc thăm dò cho thấy, hầu hết đảng viên Dân Chủ nghĩ rằng Phó Tổng thống sẽ làm tốt vai trò người kế nhiệm ông Biden. Theo các chuyên gia, bà Kamala Harris sẽ có lợi thế hơn những người kế nhiệm tiềm năng khác vì đã từng giành chiến thắng cùng ông Biden, có được thiện cảm của các khu vực bầu cử cốt lõi của đảng và có khả năng sẽ kiểm soát một quỹ chiến dịch khổng lồ được tích lũy từ cuộc tái tranh cử của ông Biden. Bà Harris đã gạt mọi đồn đoán và trung thành với tổng thống Joe Biden trên con đường tranh cử. Hôm 20 tháng 7, bà Harris đã đăng tin trên mạng xã hội để ủng hộ tổng thống, gọi ông là nhà lãnh đạo chiến đấu vì người dân Mỹ. Bà Harris chưa từng để tâm tới những câu hỏi về việc tranh cử Tổng thống nhưng năm 2023 đã bình luận về việc có sẵn sàng thay thế ông Biden nếu nhà lãnh đạo này không thể tiếp tục nắm quyền. Có, tôi sẽ làm nếu điều đó cần thiết. Tuy nhiên, ông Joe Biden sẽ ổn và hãy để tôi nói với bạn điều này. Tôi làm việc với Tổng thống mỗi ngày. Tuần trước, ông Biden cho biết, ông cảm thấy bà Harris đủ tiêu chuẩn trở thành Tổng thống. Đó là lý do tôi chọn Kamala Harris, ông Biden nói trong một cuộc họp báo. Ông cho biết sẽ không nhường bước trừ khi các cuộc thăm dò cho thấy ông không có cách nào có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cho hay không có cuộc thăm dò nào nói lên điều đó.